Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị các bạn đã theo dõi mua bán xe cũ, và em là Hồng Ngọc đến từ xe đẹp Auto có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay thì em Ngọc xin được gửi tới bảng báo giá những chiếc xe đang có sẵn tại xe đẹp Auto cũng như những chiếc xe đang trên đường về. Hiện nay thì nhà em đang khá là nhiều những chiếc xe gầm cao nhưng cũng có rất là nhiều những chiếc xe sedan anh chị ạ. Và để chi tiết hơn thì em sẽ nói từng lần lượt và nói qua thôi. Còn nếu mà để mọi người muốn chi tiết hơn từng chiếc xe thì hãy vào page xe đẹp Auto của nhà em để có thể theo dõi cụ thể hơn nhé. Phía ở bên trái của em đây thì có một chiếc xe đang rất là hot. Đây là một chiếc Kia Seltos sản xuất và đăng ký là 2020. Xe mới chỉ lướt trên đường là 8.000 km thôi anh chị ạ. Một con số quá là ít, và chiếc xe này hiện tại hãng là đang không có xe anh chị nhé. Nếu mà mình mua chiếc này thì tiết kiệm cho em ít nhất là từ 100 triệu trở lên nhé. Và với mức giá là 755 triệu anh chị ạ. Thì nhà mình để chốt được mức giá tốt hơn thì hãy liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình trước giúp em. Sang bên phía bên phải đây của em thì có một chiếc rất là to con đúng không anh chị. Đây là một chiếc Explorer sản xuất 2018, đăng ký là 2019, xe nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhé. Giá bán thì quá là hạt rẻ rồi, 1.289.000.000 anh chị ạ. Hãy liên hệ với em trên số hotline để được giá tốt hơn. Chiếc xe này màu đỏ quá là đặc biệt rồi. Sang phía bên này thì em có một chiếc đến từ thương hiệu Mercedes-Benz, đó là một chiếc C300 AMG Plus và sản xuất và đăng ký là 2014, xe đã đi 64.000 km, giá bán là 759 triệu. Hãy liên hệ với em để có mức giá tốt hơn nhé. Chiếc xe này biển thủ đô thì mọi người không phải lăn tăn về vấn đề gì rồi. Đi vào sâu bên trong ở đây thì em có một chiếc Xpander sản xuất và đăng ký là chiếc này thì nhà em đã có nhận cọc rồi anh chị ạ. Để tìm thêm một chiếc, nhà em có thêm một chiếc đen ở cuối nữa thì tí nữa em sẽ giới thiệu thêm cho nhà mình nhé. Chiếc này thì rất cảm ơn bác khách hàng đã chỉ cần xem qua xe cũng không cần check hãng là mình đã xuống tiền đặt cọc luôn rồi ạ. Ở đây thì em có lại có một chiếc màu trắng 7 chỗ. Đây là một chiếc CX8 sản xuất là 2019, xe đã đi 29.000 km, giá bán là 959 triệu. Sang đến bên này thì em vừa cập bến một chiếc Toyota Camry 2.5Q biển thủ đô anh chị nhé. Một chủ từ đầu, thực sự là một chiếc xe cực kỳ hot và rất là mới đấy anh chị ạ. Với giá bán là 1.189.000.000 anh chị nhé. Hãy liên hệ với em trực tiếp để được chốt chiếc xe này ngày hôm nay luôn nhé. Phía bên này thì em lại có một chiếc xe rất là mới nữa và đến từ thương hiệu Mazda. Đây là một chiếc CX-5 sản xuất và đăng ký là 2018. Xe đã đi được là 29.000 km rồi anh chị ạ. Với giá bán, đây là phiên bản màu nội thất kem sáng, rất là sang chảnh. Giá bán là 820 triệu anh chị nhé. Sang đến đây thì em có một chiếc xe trong phân khúc sedan hạng D. Chùm bóng bay này sẽ thuộc với ai để khi mà mình chốt xe đây ạ. Với giá bán rất là hợp lý là 548 triệu, nhà mình có thể cân đối và gọi điện cho em trực tiếp. Đây là phiên bản 2017, đã có cửa sổ trời cũng như là phanh ra điện tử rồi anh chị nhé. Sang ở đây thì lại là một thương hiệu Mercedes-Benz. Em có một chiếc C200 sản xuất là 2018, đăng ký lần đầu 2019, xe mới đi trên đường là 13.455mm, là khoảng tầm 18.000 km thôi, còn rất là bóng sáng và mới. Với giá bán là 1.260.000.000 anh chị ạ. Chiếc xe này thì mình, mọi chiếc xe ở nhà em sẽ đều hỗ trợ, cho nên là mình vay trả góp lên đến là 70% giá trị xe. Nhà mình quan tâm chiếc nào cũng như là nhu cầu nhà mình ở đâu thì khoảng tầm như nào thì hãy cứ liên hệ với em để em có thể tư vấn mọi người cụ thể hơn nhé. Phía đây thì em có một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, một chiếc xe Tucson, đúng là một chiếc xe đáp ứng rất là nhiều tiêu chí cũng như là không gian ngồi rộng rãi nhất phân khúc đây anh chị ạ. Đây là một chiếc Tucson phiên bản đặc biệt sản xuất 2018, đã đi 40.000 km anh chị nhé. Giá bán rất là hợp lý là 785 triệu anh chị nhé. Mình hãy liên hệ trực tiếp với em để có mức giá tốt hơn. Chiếc xe này thì bác chủ đã lên
cam hành trình Việt Vep này cũng như là mọi tính năng của xe đã lên cả 4 lốp Brighton rồi. Một bác chủ rất là yêu xe và giữ gìn xe đấy anh chị ạ. Ở phía bên này của em thì có thể anh camera đi hơi chật, anh có đi được không? Thì ở đây thì em có một chiếc máy dầu Kia Sedona 2.2 động cơ full luxury anh chị nhá. Xe này là xe sản xuất và đăng ký là 2020 với một màu xanh Kawasaki rất là lịch lãm. Chiếc xe này thì đang có mức giá là 1.069.000.000. Nhà mình quan tâm hơn thì hãy liên hệ với em trên số hotline nhé. Đây em đang có một chiếc Xpander đây phục vụ các bác. Đây là một chiếc Xpander Cross, sản xuất và đăng ký là 2021, xe mới đi 3.500 km thôi, rất là mới, giá bán là 639.000.000 anh chị nhé. Tiếp sang đến bên này thì em có một chiếc xe 7 chỗ đáp ứng được cái nhu cầu của người dùng rất là cao, đó là một chiếc Mitsubishi Outlander, sản xuất và đăng ký là 2018, xe lắp ráp trong nước thôi, nhưng mà thực sự là cái giá bán quá là hợp lý là 789.000.000 anh chị ạ. 789 chiếc xe này nhá. Mọi người hãy chốt sớm để được có giá tốt. Phía bên này thì em có một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, đây là một chiếc Honda HR-V bản L, sản xuất là 2018 nhưng đăng ký lần đầu là 2019. Bản L là bản cao cấp nhất của HR-V anh chị nhá. Thì với mức giá rất là hợp lý thì ngày hôm nay em sale trực tiếp cho chiếc xe này là 705.000.000. Mọi người hãy liên hệ với em để có mức giá tốt nhất. Và cũng sơ qua những chiếc xe nhà em đang có mặt ở đây rồi, thì nhà em cũng đang về thêm là một chiếc X-Blazer màu trắng này, một chiếc Kia Seltos phiên bản 1.4 Premium đấy anh chị nhá. Thì để cụ thể hơn thì mình hãy liên hệ trực tiếp trên số hotline trên màn hình để em có thể tư vấn và hỗ trợ nhà mình nhanh nhất. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Và em là Hồng Ngọc của Xe Đẹp Auto. Thanh vẫn...